Trận chiến giữa Công an Hà Nội FC và câu lạc bộ Hà Nội FC được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ bởi đây là trận đấu ảnh hưởng nhiều đến ngôi vô địch. Chính vì thế, sân Hàng Đẫy tối qua rất đông khán giả đến cổ vũ cho hai đội bóng. Ở trận cầu quan trọng này, câu lạc bộ Công an Hà Nội FC đã chơi khá hay. Các pha tấn công được tổ chức mạch lạc, giúp đội bóng của ông Flavio Luiz có hai bàn thắng do công của Gustavo. Trong khi đó, câu lạc bộ Hà Nội chỉ có bàn duy nhất của Jeve Teovic. Thắng trận, câu lạc bộ Công an Hà Nội FC chiếm ngôi đầu bảng với 34 điểm, có ưu thế lớn trong cuộc đua đến ngôi vô địch V-League năm nay khi hơn hai đối thủ đứng sau là câu lạc bộ Hà Nội và câu lạc bộ Viettel 2 điểm. Trong khi đó, câu lạc bộ Viettel vẫn chiến đấu đến cùng khi giành chiến thắng 1-0 trước câu lạc bộ Thanh Hóa. Bàn thắng ở phút bù giờ giúp Viettel vẫn có thể định đoạt được ngôi vô địch nếu họ giành chiến thắng trước câu lạc bộ Công an Hà Nội FC ở vòng 6 để vượt lên trên đối thủ. Trong khi đó, Thanh Hóa không còn nhiều cơ hội đua vô địch bởi họ hiện có 30 điểm, thua câu lạc bộ Công an Hà Nội FC 4 điểm. Tình thế sau vòng 5 khiến cuộc đua vô địch tiếp tục căng thẳng bởi dù thua câu lạc bộ Công an Hà Nội FC, nhưng đội bóng của Bầu Hiển vẫn còn nhiều hy vọng. Ở vòng 6, nếu giành chiến thắng trước chủ nhà Thanh Hóa, trong khi câu lạc bộ Công an Hà Nội FC thua Viettel thì câu lạc bộ Hà Nội vẫn có thể đăng quang khi đối đầu Viettel ở trận cuối.